chào tất cả các bạn, mình là Trúc. Đã lâu lắm rồi mình không có làm video, chắc cũng 4-5 tháng rồi. Tại vì Trúc bận một số lý do cá nhân. Thì hôm nay rất là vui vì đã sắp xếp được thời gian để quay video clip tiếp cho các bạn xem. Thì chủ đề của clip hôm nay sẽ là Trúc sẽ giới thiệu với các bạn những sản phẩm mà Trúc yêu thích trong tháng 3 vừa qua. Những sản phẩm mà Trúc sắp nói sau đây là những sản phẩm mà Trúc đã thử qua và Trúc thấy nó có kết quả tốt, cho nên Trúc muốn chia sẻ với các bạn, chứ không có nhằm mục đích nào khác hết nha. Ví dụ như quảng cáo hay là gà bán gì đó không có nha. Đây là dựa trên kinh nghiệm của Trúc và Trúc muốn chia sẻ để các bạn có thể biết thêm nhiều mỹ phẩm khác, và các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn tùy theo nhu cầu của mỗi người. Rồi bây giờ Trúc sẽ nói về phần dưỡng da trước ha. Thì sản phẩm đầu tiên mà Trúc muốn giới thiệu với các bạn đó là gel rửa mặt Neutrogena được chiết xuất từ bưởi hồng. Đúng như là tác dụng của nó mà người ta viết trên cái chai đó, đó là giảm mụn thường và mụn đầu đen. Thì da mặt của Trúc lúc nào nó cũng bị mụn hết á, mụn gì cũng có hết á, mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen, mụn dưới da, nói chung là mụn triền miên. Nhưng mà không phải là nó nổi đầy mặt, lâu lâu cái nó xuất hiện một mụn đây, giống như bây giờ đang có một mụn bự chà bá đây nè. Đó, lâu lâu nó xuất hiện mấy mụn vậy đó rồi nó hết, xong rồi nó lại có. Nói chung là không bao giờ mà mặt mình mà láng bóng mà không có một tí mụn nào hết á. Trúc sử dụng cái gel này hơn một tháng nay thì Trúc cảm thấy được mụn đầu đen với mụn cám giảm hơn hẳn. Mặc dù mụn bọc có không có hết hoàn toàn, nhưng mà nó không có nổi nhiều, nó không có nổi thêm mà nó cũng không có nổi nhiều như là trước đây. Và đặc biệt là Trúc rất là thích cái mùi hương của cái gel rửa mặt này. Cái mùi nó thơm mà mỗi lần Trúc rửa mặt mà Trúc ngửi mà nghiện luôn á. Nó cho mình cái cảm giác rất là mát mẻ và sảng khoái sau khi rửa mặt. Và sản phẩm tiếp theo Trúc muốn nói đến đó là kem dưỡng da ban đêm vitamin E của The Body Shop. Chắc ai cũng biết là vitamin E rất là tốt cho da mặt, nó dưỡng da và bảo vệ da dưới bất kỳ khí hậu nào. Da Trúc là thuộc loại da hỗn hợp, mùa đông thì thiên về khô mà mùa hè thì thiên về dầu. Thì cái kem này Trúc cũng đã sử dụng hơn một tháng nay thì thấy rất là thích cái chất của nó và cái mùi hương của nó rất là dễ chịu các bạn. Mới đầu các bạn thoa lên có thể là sẽ cảm thấy hơi nhờn một tí, nhưng mà sau một đêm thức dậy thì nó cho mình làn da rất là mềm mại và dưỡng ẩm rất là tốt. Không biết ở Việt Nam ngoài dưỡng da mặt ra thì các bạn có dưỡng da tay hay là không, chứ đối với Trúc thì Trúc không thể nào thiếu cái kem dưỡng da tay hết. Tại vì da tay Trúc rất là khô và thậm chí nó gây cảm giác rất là khó chịu. Và sản phẩm tiếp theo mà Trúc muốn giới thiệu với các bạn đó là kem dưỡng da tay của Dove. Cái kem này Trúc mua cũng lâu rồi nhưng mà mới sử dụng, mới lấy ra sử dụng mấy tháng nay thôi thì thấy tay đỡ khô hẳn và da tay nó rất là mềm mại. Và tiếp theo là những sản phẩm make up mà Trúc yêu thích trong tháng 3 vừa qua. Phẩm đầu tiên đó là BB Cushion của hiệu Laneige. Trúc nghĩ là chắc các bạn, chắc hẳn nhiều bạn cũng biết đến cái BB cream này rồi ha. Nhưng mà Trúc cũng nói sơ qua. Thì đây là BB cream dạng gói, nó có một miếng mút để các bạn dầm kem và bên trong nó là một miếng mút dày để thấm BB cream vào đó. Và khi mà các bạn sử dụng, các bạn sẽ lấy miếng mút này các bạn dặm vào đây và thoa lên mặt. Thì đó là cái đặc điểm đầu tiên mà Trúc thích nữa nha. Tại vì nó rất là tiện và nhanh các bạn. Mình chỉ cần mở ra đó, lấy cái này dặm vào đây và dặm lên mặt, nó rất là nhanh, không có cần phải thoa ra tay rồi lấy cọ khác để thoa lên mặt. Thì nó lâu lắc những cái lúc mà mình đi làm hay là đi đâu gấp gáp á, mình chỉ cần mình lấy cái này mình dặm mình thoa lên đó. Đặc điểm thứ hai là cái độ phủ của nó không quá dày cũng không quá mỏng, nó có thể nó đủ để che một tí khuyết điểm trên mặt và nó không làm mình bị quá dày phấn, nên trong cái da mặt mình nó tự nhiên hơn. Và đặc điểm thứ ba mà Trúc yêu thích nữa đó là độ che nắng SPF 50. Như vậy là khi mà thoa cái này thì Trúc không cần phải thoa kem chống nắng nữa. Sản phẩm thứ hai đó là kem che khuyết điểm của NARS. Như Trúc cũng đã nói với các bạn là da Trúc lúc nào cũng có mụn hết,
và mắt thì cũng bị thâm quầng, nói chung là da rất là nhiều khuyết điểm, cho nên là kem che khuyết điểm không thể nào và không bao giờ thiếu trong cái bộ sưu tập trang điểm của Trúc hết. Đồ che phủ của nó rất là tốt, và lúc mà Trúc để kem để che cái quầng thâm mắt á, nó cũng không có làm cái phần da dưới mắt của mình bị khô. Và cái màu mà Trúc chọn là màu light vanilla. Tiếp đến là một sản phẩm mà Trúc nghĩ là chắc các bạn sẽ quan tâm nhiều, đó là son môi. Thì cái son đầu tiên mà Trúc muốn giới thiệu với các bạn đó là son, đây là son của MAC. Cái màu của nó là màu Flat Out Fabulous. Xin lỗi các bạn vì tiếng Anh của Trúc nha, Trúc nói tiếng Anh không có hay đâu, tại vì ở đây chỉ nói tiếng Pháp thôi. Và nếu mà phát âm có mắc cười hay quê, các bạn đừng có cười nha. Thì cái màu son của nó là màu hồng như thế này, gọi là nó giống, nó là màu hồng fuchsia các bạn. Sẽ để ấy trên tay thử cho các bạn coi nha. Đó, cái màu nó như thế này này các bạn, biết các bạn thấy có rõ không? Đó chính là cái màu mà Trúc đang son đây nè. Các bạn thấy nó như thế nào? Thì đây là son lì nha, nó không có bóng. Và nếu mà các bạn sử dụng những cái son lì như thế này thì nhớ là thoa kem dưỡng môi trước ha. Thì cái màu hồng này clip khi mà son lên môi, nó làm cái mặt mình nó giống như là bừng sáng, giống như là nó đánh thức cái gương mặt ủ rũ của mình vậy đó. Nhiều khi Trúc cũng không có make up nhiều á, chỉ là để tí kem che khuyết điểm, và chỉ cần son cái màu son này lên là thấy cái mặt mình nó thay đổi hẳn luôn, cái mặt mình nó sáng bừng lên luôn. Và cái son thứ hai mà Trúc muốn giới thiệu các bạn đó là son của Shu Uemura, số màu hồng cam số 355. Cái màu này rất là dễ thương lắm mấy bạn ơi. Đây nè, thì cái màu đó như các bạn thấy đó, rất là tươi trẻ và trẻ trung. Như nhìn trong camera, tại vì cũng có cái đèn ở đây cho nên thấy nó hơi đậm tí hay sao á, nhưng mà lúc mà son lên môi là không hề đậm như vậy đâu nha các bạn. Những cái lúc nào mà Trúc trang điểm kiểu nhẹ nhàng trong sáng ngây thơ, Trúc hay sử dụng cái màu này, lên màu rất là dễ thương, rất là tươi trẻ. Và sản phẩm tiếp theo mà Trúc muốn giới thiệu các bạn đó là palette má hồng của NARS. Thì cái dòng sản phẩm này nó ra hồi Noel năm rồi, là hồi tháng 12 năm rồi á các bạn. Thì đây là dòng sản phẩm có giới hạn ha, Trúc nghĩ là bây giờ chắc là không có còn nữa. Thì cái palette nó như thế này, nó có một cái bronzer là để đánh khói, ba màu đánh má hồng và một màu để đánh highlight. Các bạn thấy không, ba cái màu hồng của nó rất là đẹp và dễ thương. Cái màu đầu tiên là màu corail, màu hơi cam mà có nhũ. Màu thứ hai cũng là màu cam nhưng mà không có nhũ. Và màu thứ ba là màu hồng hơi tím tím mà rất rất là nhạt. Lúc mà thoa lên má rất là tự nhiên, rất là dễ thương. Mà nó lại rất là tiện lợi để mình đi chơi, đi du lịch. Chỉ cần mình đem mấy cái palette này theo là có đủ rồi ha các bạn. Và sản phẩm cuối cùng đó là cây bấm mi của MAC. Thì trước đó Trúc cũng sử dụng nhiều loại cây bấm mi nhưng mà nó không có giữ được lâu. Nghĩa là cái độ cong nó không có được giữ lâu. Trúc bấm một tí, khoảng vài tiếng sau là nó sụp liền. Mà lúc mà để mascara lên nó còn tệ hơn nữa, là nó sụp liền luôn, nó không có giữ được độ cong lâu. Thì Trúc mới mua thử cái hiệu MAC này, nó hơi mắc một tí nhưng mà nó cho cái kết quả rất là tốt các bạn. Buổi sáng đi làm á, Trúc chỉ cần bấm mi thôi, không có cần chải mascara, là nó giữ cong từ sáng cho tới chiều luôn, tới tối luôn các bạn. Chỉ có lúc nào mà Trúc tẩy trang á, nó mới sụp mi xuống thôi, còn không là nó giữ cong từ sáng tới chiều luôn, Trúc chắc chắn với các bạn luôn. Được cái này thì mình Trúc bấm bằng cái cây bấm mi này á, sau đó Trúc chải mascara lên, nó vẫn cong, nó không có bị sụp xuống, mà nó cho cái phê rất 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 là đẹp. Cho nên là khi mua được cái kem mi này thì Trúc rất là hài lòng. Thì đây là những sản phẩm mà Trúc đã thử qua và thấy có hiệu quả.
Nhưng mà tuy nó có hiệu quả với Trúc nhưng mà Trúc không có chắc là nó sẽ hiệu quả với tất cả mọi người nha. Thì những thông tin của sản phẩm mà Trúc nêu lúc nãy á, Trúc sẽ viết vào, Trúc sẽ để ở dưới phần description á. Các bạn có thể vào link ở dưới và tham khảo những thành phần và những tác dụng của nó để xem nó có thích hợp với nhu cầu của mình không, thì các bạn có thể mua về thử ha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích video này. Hãy like và subscribe cho kênh của Trúc nha, để Trúc có thêm động lực làm nhiều video khác cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Tạm biệt các bạn, bye bye.